Hello các bạn nha, mình đang ở bãi các bạn. Cái này thú vị này nhá. Cái này giảm tốc đó thôi. Đây rất là nhiều giảm tốc. Cái này giống hai cái lọc thôi. Hai lọc phụng. Mấy con này mình lựa lựa nhưng mà không có ngon nha. Có ngon mà còn hơi tốt thì mình lấy về mình bán. Mà không có ngon. Ủa, nguyên cụm luôn các bạn. Cũng khọt khọt nhưng mà không có ngon lắm nha. Để lựa con nào ngon ngon á. Hơi mà ngon thiệt ngon á nha. Cái này kẹp sắt các bạn. Cái này kẹp nha, nâng sắt lên nha. Nhìn vậy chứ nhìn răng còn ngon. Có cái này cái gì hả bạn? Nhìn lạ quá các bạn. Cái chân để mà ấy các bạn, cái chân để mà nhúng á, giống như máy dầm đồ ha, mà cao su nó bể hết trơn nha. Chân lò xo nè, bốn ốc nè, chân để bắt vô cái vàng nhúng á. Con cặp hai cái. Con này nhìn được nè, để coi còn ngon không, còn quay sao. Ô. Ô, cái này cái chân luôn à. Này cái này nguyên chân chạy nha. À, nguyên chân chạy biết su. Ô, con này là cái chân chạy của ấy các bạn. Cái này giống như bánh xe ấy các bạn, xe bốn bánh á. Ốc này giống y chang nè. Chân chạy. Để coi con này coi còn ấy không, hở hơi không. Ghê ta. Còn phịch. Nhưng mà này với khô dầu. Để lâu khô dầu. Chảnh tắm. Cái này mấy kiếm mấy con ngon khó anh Tám hả? Mấy con xài bu ly, còn xài bánh răng này thua. Bánh răng nó cần phải có dầu, nó có dầu vô bi á, anh không châm dầu nó chạy khô, cười ác vậy á. Còn mấy này thì không cần, nó có dầu bên trong. Còn bánh răng là nó cần phải có dầu vô, nên về người ta chế không được, bữa em lụm cái về chế được. Giờ phải kiếm cái bu ly. Chân chạy quá trời. Có anh khách nhờ kiếm lọc cao áp à. Dạ. Đừng có nói mới lăn rồi. Vậy đó hả? Cái nào còn chân trơn ngon ngon kìa, ọt ọt kìa. Chứ nó khô quá về mất công. Không có được. À vậy hả anh? Dạ. À vậy hả? Này con gì? Ô cái trụ nâng ép, nâng lên xuống. Còn cái chân làm gì? Con gì các bạn?
Con này hơi hám còn dữ luôn á nha. Mà không biết con gì. Bơm súp lăng.